Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, những vụ trọng án xảy ra đã mang tới rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Từ những vụ án mà chúng tôi gửi tới quý vị, hy vọng đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những âm mưu tội ác. Và qua đây cũng là lời răn đe đến những người vẫn còn có ý thức coi thường pháp luật, hãy dừng lại trước khi quá muộn. Sau đây là nội dung chi tiết, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nghịch tử tàn ác, sát hại mẹ ruột rồi ném xác xuống giếng. Vào một buổi trưa mùa hè, khi anh Đào Văn Huy sinh năm 1980, xã Chu Hóa, huyện Lâm Thao, Phú Thọ đi qua khu vực giếng sau nhà đã phát hiện những lớp đất mới bị đào xung quanh giếng. Khi anh cúi xuống thì thấy mùi hôi khó chịu bốc lên và phát hiện chiếc bao tải màu trắng phía dưới nên đã gọi người thân đến và báo cơ quan chức năng. Khi lực lượng công an đến trục vớt chiếc bao tải thì cả gia đình mới phát hiện đó là thi hài bà Đào Thị Thật, là cô ruột của anh Huy, người đã mất tích mấy ngày nay. Khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do chấn thương gây đa thương tích, dập não, chảy máu vùng bắn cầu não trái và tử vong trước khi ném xuống giếng. Theo những người thân trong gia đình thì chiếc bông tai của bà thường đeo cũng không cánh mà bay. Qua đó các trinh sát nhận định đây là một vụ án mạng cướp tài sản, dấu xác phi tang đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Chính vì thế, các trinh sát đã huy động tối đa lực lượng để truy tìm hung thủ cũng như đôi bông tai bằng vàng. Một mũi trinh sát tiến hành rà soát các mối quan hệ của nạn nhân và một mũi trinh sát khác được cử đi các hiệu vàng tìm đặc điểm của đôi bông tai mà nạn nhân vẫn thường đeo. Qua đó, các trinh sát đã nắm được vào trưa ngày 7 tháng 6 năm 2005, có một nam thanh niên dáng người to, đậm, mang đôi bông tai giống hệt đôi hoa tai của bà Thật đến một hiệu vàng ở thành phố Việt Trì, Phú Thọ bán. So sánh đặc điểm của nam thanh niên đến tiệm bán vàng và Nguyễn Ngọc Hoàng sinh năm 1986, con trai nạn nhân, các trinh sát thấy có nhiều điểm trùng khớp nên ngay trong ngày 9 tháng 6 năm 2005, Hoàng đã bị cơ quan công an triệu tập trước sự ngỡ ngàng của bao người thân. Tại cơ quan công an, Hoàng đã cúi đầu nhận tội. Bố mẹ ly hôn, Nguyễn Ngọc Hoàng cùng anh trai về ở với mẹ, còn chị gái và một người anh thứ hai ở với cha. Hai mẹ con Hoàng hay xảy ra mâu thuẫn xích mích. Là con út trong gia đình có 4 anh chị em, 3 trai và 1 gái, nên tuổi thơ Hoàng được mọi người trong gia đình yêu chiều hơn cả. Thuở ấy, cả hai bố mẹ Hoàng làm công nhân nhà máy giấy với mức lương ổn định, có thể lo cho cuộc sống của cả 4 anh em, cả không phải chịu cảnh đói khát. Nhưng cũng từ khi sinh Hoàng, mẹ cậu đã xin nghỉ việc, về nhà làm để có điều kiện chăm lo cho con cái có cuộc sống ấm êm hơn. Nhưng cũng từ đó, cha Hoàng có những thay đổi khác lạ khi các con còn nhỏ, nhưng ông cứ biện biệt trong nhà máy, còn mẹ Hoàng phải còm cõi nuôi con, tăng gia sản xuất. Rồi những rạn nứt của cuộc hôn nhân giữa mẹ và cha Hoàng bắt đầu nảy nở, những mâu thuẫn ấy ngày càng lớn hơn. Khi Hoàng mới tròn 4 tuổi thì gã phải chấp nhận sự thật phũ phàng rằng mẹ và cha không còn chung bước. Sau khi họ đưa nhau ra tòa ly hôn, một người anh trai thứ và chị gái về ở với bố, còn Hoàng và người anh trai cả là Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1974, về sống với mẹ. Một nách hai đứa con, mẹ Hoàng nhiều lúc tưởng chừng như không thể vượt qua được nỗi vất vả khi vừa phải làm mẹ, vừa phải làm cha. Hiểu được lòng mẹ, người anh trai cả của Hoàng đã lớn trước tuổi, tỏ ra khá tự lập, một tay tạo dựng sự nghiệp và trở thành kỹ sư cho một nhà máy tại tỉnh Phú Thọ. Cũng từ đó, người anh trai cả của Hoàng đã làm trụ cột trong gia đình thay bố làm những công to việc lớn đỡ đần mẹ. Chính vì thế, bà Thật cũng rất tôn trọng con trai lớn và có công việc gì trong gia đình, bà cũng hỏi ý kiến con. Thậm chí việc Hoàng không nghe lời bà mỗi khi người anh trai cả không có nhà cũng được bà Thật kể cho nghe. Vì vậy, đã không ít lần Hoàng đã phải ăn đòn của người anh vì cái tội dám cãi lời mẹ. Cũng chính vì sự uống nắng ấy mà Hoàng đã vượt qua nhiều cấp học khác nhau và cũng đang chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp hệ bổ túc trung học tại trường đào tạo nghề hóa chất Lâm Thao và dự kiến sẽ học cao hơn nữa. Vậy mà chỉ trong tích tắc, Hoàng đã nổi thú tính cướp đi sinh mạng của chính người mẹ cả cuộc đời nặng lòng vì các con. Theo hồ sơ lời khai của Hoàng, trưa ngày 6 tháng 6 năm 2005, Hoàng cùng mẹ là bà Đào Thị Thật ra cánh đồng để tát nước lúa. Trong khi tát nước, Hoàng cãi lời về việc ngày thi mà vẫn bắt hắn ta đi làm, khiến hai mẹ con xảy ra lời qua tiếng lại. Trong lúc ấy,
Hoàng tiếp tục bị mẹ dọa sẽ mách anh trai về việc cãi lời, khiến cho hắn ta tức tối bỏ về nhà với lý do để chuẩn bị chiều đi thi tốt nghiệp. Khoảng 15 phút sau, không có người tát nước, mẹ Hoàng nhờ người tát cũng không được nên về nhà và thấy Hoàng ngồi trên ghế ở gian giữa nhà, chưa đi thi khiến bà tức tối. Bà đi vào trong buồng định gọi điện cho ai đó nhưng không được. Hoàng nghĩ mẹ gọi điện mách anh trai nên vùng vằng tiếp tục cãi lại, khiến cho bà thật không kiềm chế cơn nóng giận, đã tát hai cái vào mặt Hoàng. Bị mẹ đánh đau, Hoàng nổi khùng, lao vào dùng hai tay tác động vào cổ rồi đẩy bà thật ngã xuống nền nhà, làm bà ngất liệm. Khoảng 3 phút sau, thấy chân bà thật động đậy, Hoàng tiếp tục ra tay nhiều nhát vào đầu, vào mặt cho tới khi không thấy bà động cự gì thì mới thôi. Tuy nhiên, khoảng 5 phút sau, bà thật hồi tỉnh lại, thấy vậy, Hoàng lại ra tay nhiều nhát vào đầu và mặt mẹ mình, cho tới khi thấy ở mặt bà chảy nhiều máu mới thôi. Khoảng 4 phút sau, thấy bà thật lại tỉnh, bà thở gấp, nên ác nhân này tiếp tục ngồi lên ngực rồi ra tay nhiều nhát cho tới khi bà thật ngừng thở mới dừng lại. Nhìn thấy mẹ nằm gục dưới nhà ngang, Hoàng đã xuống dưới bếp lấy bao tải cho thi thể vào phi tang. Trong lúc quấn đầu dây bao tải, Hoàng phát hiện tay bà thật đeo đôi bông tai hai chỉ vàng. Hoàng đã tháo cất đi rồi buộc đầu bao lại và dùng sức mạnh cơ bắp của thanh niên lê chiếc bao tải có thi hài mẹ mình ném xuống giếng cạn cách nhà 38m và quay lại rửa chân tay và thay quần áo rồi điềm tĩnh tới trường thi tốt nghiệp môn toán. Khoảng 16:30 cùng ngày, sau khi đi thi về, Hoàng nghĩ đến xác mẹ mình để không như vậy sẽ rất dễ bị phát hiện, nên gã đã lấy cành cây dại ở bờ rào vườn rồi ném xuống giếng phủ bao tải chứa xác mẹ gã. Sợ bị lộ, gã tiếp tục dùng xà beng đào đất xung quanh miệng giếng đổ xuống vùi xác mẹ đẻ. Đến khi không nhìn thấy chiếc bao tải đâu, Hoàng mới dừng tay và đi sang nhà bà Đào Thị Khánh là chị gái của mẹ mình ở gần đó hỏi: "Bà có biết mẹ cháu đi đâu không?" để nhằm đánh lạc hướng mọi người trong gia đình. Đến khoảng 21:00 cùng ngày, anh Nguyễn Mạnh Hùng là anh trai của Hoàng đi làm về liền hỏi: "Mẹ đi đâu?" Thì Hoàng trả lời không biết. Sau đó cả hai anh em đi ngủ. Rạng sáng 7 tháng 6 trước khi đi làm, anh Hùng dặn gã rằng: "Nếu trong ngày không thấy mẹ về thì điện thoại cho anh nhé." Khoảng 6:00 sáng 7 tháng 6 trước khi đi thi, Hoàng đã điện thoại cho anh trai thông báo việc mẹ vẫn chưa về. Trưa ngày 7 tháng 6, sau khi đi thi xong, Hoàng mang đôi hoa tai lấy được của mẹ ra hiệu vàng Nam Thành ở phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì bán được 1,6 triệu đồng. Số tiền trên hắn ta đã gửi vào ngân hàng 1,5 triệu đồng, còn 100.000 đồng, Hoàng để vào quyển sách địa lý với mục đích để chi tiêu. Không thấy bà thật trở về nhà, cả gia đình đã tá hỏa đi tìm, phải đến khi anh Huy phát hiện mọi chuyện mới được vỡ lẽ. Đối mặt với hai tội danh giết người cướp tài sản, Hoàng như chết lặng. Ngày đưa gã ra tòa lĩnh án, những người thân thích đều đã có mặt và cả người anh trai đã thay cha dạy dỗ Hoàng từ nhỏ cũng đã tới với vai trò đại diện cho bị hại. Nhưng lòng anh như thắt lại khi một bên là mẹ và một bên là em trai mình, hai người đều gần gũi thân thích với anh. Sau khi phân tích các chứng cứ trong vụ án, hội đồng xét xử nhận thấy Hoàng không còn đủ tư cách làm người và nên chăng cần loại bỏ Hoàng ra khỏi đời sống xã hội mới đủ tác dụng trong việc trừng trị và giáo dục phòng ngừa chung. Tuy nhiên, sau khi nghe những lời cầu khẩn nghẹn lòng từ chính anh Hùng và người bác ruột chị gái của nạn nhân, hội đồng xét xử đã tha tội chết cho Hoàng, lệnh án chung thân cho hai tội giết người cướp tài sản. Hoàng về trại giam thụ án. Tuy nhiên, trong trại giam, Hoàng tiếp tục móc nối với một số đối tượng xấu bên ngoài và tiếp tục tham gia vào một đường dây buôn bán cái chết trắng và đã bị lĩnh thêm 5 năm tù giam. Trong trại giam, gã lý giải về việc xuống tay sát hại chính người mẹ mà đã hết mực nuôi nấng mình. Hoàng cho rằng buổi trưa hôm xảy ra sự việc, vừa bị mẹ tát, sau đó hắn ta vào trong nhà kiểm tra đồng hồ của điện thoại thì phát hiện mẹ bấm vào số máy của anh trai. Nghĩ mẹ đã mách anh trai về việc mình cãi lời và nghĩ về sẽ bị anh trai đánh nên hắn ta đã nổi khùng xuống tay với chính mẹ của mình. Nhưng giờ đây, gã bảo rằng cậu thấy buồn và trách mình nhiều. Bởi ngần ấy năm, dù hắn ta gây ra tội ác tày trời như thế, cướp đi mẹ của các anh chị, nhưng gia đình, các anh chị và bố chưa bao giờ bỏ rơi hắn, mà vẫn đều đặn gửi tiền lên tiếp tế cho Hoàng và thăm gặp thường xuyên, không một lời trách móc. Nhắc đến người thân, nhắc đến mẹ, Hoàng đã khóc như một đứa trẻ biết lỗi. Cậu ta bảo rằng
hành động mù quáng ấy, bản thân em đã phải trả giá lỗi lầm của mình bằng những năm tháng đau đớn dằn vặt trong trại giam này rồi. Nhưng giờ em thấy thương anh trai em nhất. Giờ một tay anh phải gánh vác tất cả những khó khăn của gia đình khi mẹ mất. Em vào tù, anh trai cũng đã tiếp tế thăm em. Giờ đây, bố em lại bị ung thư giai đoạn cuối và phải ngày đêm chăm sóc ông. Vậy mà chưa tháng nào anh ấy bỏ rơi em. Nếu như cái ngày kinh hoàng ấy không đến, thì có lẽ cuộc đời của Hoàng đã khác. Có lẽ giờ đây, nếu tốt duyên, gã đã có mái ấm gia đình bên đứa con thơ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Quý vị hãy like và đăng ký kênh để nhận được thông tin vụ án mới nhất. Kính chào và tạm biệt quý vị.